Thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là thành phố không ngủ bởi nhịp sống rộn ràng, sôi động bất kể ngày đêm của người dân và du khách. Vài năm gần đây, cơn sốt của những mô hình cà phê 24 giờ đã mang đến một làn gió mới, một thú vui, một phong cách uống cà phê hoàn toàn khác biệt. Đáp ứng với nhu cầu với trẻ ở thành phố mình thì trước giờ là mệnh danh là thành phố không ngủ. Thì có những rất là nhiều tụ điểm dành cho đó nhưng mà không đáp ứng đủ, nhất là cái quán cà phê. Cà phê của mình thì thường là chỉ 11 giờ là hết rồi. Nhưng mà với trẻ thì họ những ngày cuối tuần họ vẫn thích là được trải nghiệm ban đêm nữa. Nên ra mình mới làm ra được cái này. Ngày trước thì một tuần có khi ngày nào cũng đi, còn bây giờ thì nửa tháng thì cỡ đi 2 lần thôi. Cũng thỉnh thoảng thôi, khi nào mà có bạn bè rủ thì mới đi chứ ít khi nào mà chủ động đi một mình. Hầu như là tối nào em cũng đi cà phê đêm. Bình thường là 11 giờ. Có khi sớm hơn thì 10 giờ nhưng mà trễ hơn thì khoảng cũng 2 giờ cũng có nữa. Đáp ứng nhu cầu của giới trẻ ở thành phố đã có nhiều tụ điểm dành cho nó, nhưng mà không đáp ứng đủ nhất là các quán cà phê. Từ lâu nay, cà phê là thức uống được ưa chuộng của nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh. Đối với thời điểm thưởng thức cà phê, dù sáng hay tối, đều mang đến cho người thưởng thức những cảm nhận khác nhau. Trong đó, uống cà phê về đêm là một trong những cái gu thời thượng được nhiều thanh niên chọn lựa. Thực ra thì mình thích cái không khí buổi đêm hơn, tại vì nó mát mẻ hơn là buổi sáng hay là buổi trưa. Nó không có oi bức, mình cũng cảm thấy dễ chịu hơn, mình thư giãn hơn là đi cà phê những cái giờ khác. Cà phê đêm thì chủ yếu là muốn ngồi vui, nói chuyện với bạn bè, rồi tâm sự hoặc là chơi mấy trò chơi nhỏ. Rồi buổi tối thì Sài Gòn nó cũng vắng xe, đi giờ đó thì thoải mái. Ban ngày đi cà phê ban ngày thì hơi nắng nóng, cũng khó chịu, thích đi buổi đêm hơn, thích buổi đêm của Sài Gòn, cho nên mới quyết định đi cà phê đêm nhiều. Tại vì em làm freelancer á, cho nên là nói chung giờ giấc nó cũng hay làm việc ban đêm, cho nên mình khi mà mình cảm thấy làm việc ở nhà nó bí quá thì mình sẽ đi ra đường xong rồi hít thở rồi này nọ. Bình thường thì do tính chất công việc á, buổi sáng lúc trước thì do làm buổi sáng nhiều, đi uống cà phê buổi tối có thời gian, còn bây giờ thì toàn làm đêm. Cho nên là đi hôm nào mà làm chiều á, tại vì bây giờ ít làm chiều, thì uống cà phê đêm mới gặp được nhiều người, gặp anh em. Về đêm, dù ngoài đường khá vắng, xe cộ lưu thông thưa thớt, nhưng bên trong những quán cà phê này thì vẫn đông khách thâu đêm. Nhưng cách uống cà phê xuyên đêm như thế này có thực sự phù hợp hay không? Và những tác hại nào mà người uống có thể gặp phải đối với sức khỏe và công việc của mình? Cũng quen rồi thì mình sống về đêm quen cho nên cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nói như tới sáng thì thường là tụi em đi cuối tuần. Thì hả, có những ngày nghỉ thì ngủ bù lại thôi, nhưng mà được cái là vui, nói chuyện với bạn bè vui. Tại vì thường thường tính chất công việc là em cũng làm ban đêm thôi, cũng phải thức đêm khoảng 2-3 giờ sáng mới ngủ rồi sáng dậy. Cho nên là không có ảnh hưởng gì lắm. Ban đêm uống cà phê thì nó rất là tĩnh lặng, nó rất là thích hợp, nhưng mà xuyên 24 giờ thì tôi không đồng ý. Tại vì phải chừa một cái thời gian cho nghỉ ngơi. Thấy cà phê đêm nó cũng hay. Tối lại thì tĩnh lặng, mình ngồi mình suy tư hay mình làm việc gì đó cũng dễ. Thì nói chung là cũng đồng ý, nói chung cũng đừng có lạm dụng. Khi nào buồn hay gì thì mình đi thì thấy nó cũng rất hay. Theo Duyên về anh thì anh nên chắc lẽ là anh không đồng ý. Phê quán rồi lại đường nữa kia, ngồi chơi vui vẻ rồi kia thoải mái đi về còn nghỉ ngơi, đang mai còn đi làm nữa. Chứ đâu có thời gian nào rảnh rỗi mà để ngồi một suốt đêm gì. Cà phê thâu đêm đã không còn xa lạ với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Đôi khi một thay đổi về thói quen uống cà phê cũng sẽ mang đến cho mỗi người sự trải nghiệm mới. Tuy nhiên, thưởng thức cà phê đêm nhưng không để ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc, học hành của bản thân mới chính là điều mà các bạn trẻ cần lưu tâm để thú vui tinh thần này trở thành một sinh hoạt thường xuyên và thoải mái.